Tất tần tật về các giải pháp phối màu cho slide PowerPoint thuyết trình trong vòng 1 phút. Đầu tiên là phối màu đơn sắc. Với giải pháp phối màu đơn giản nhất này, bạn sẽ chỉ cần chọn ra màu chủ đạo rồi dùng các sắc độ khác nhau để phối cho các đối tượng chính trên slide PowerPoint. Tiếp theo, với phối màu đối lập, bạn sẽ sử dụng hai màu nằm đối diện nhau trên vòng thuần sắc để tạo nên sự tương phản mạnh mẽ cho đối tượng cần nhấn mạnh trên slide như tiêu đề, kết luận, trích dẫn. Với phối màu bổ sung, chúng ta sẽ sử dụng hai màu nằm cạnh màu đối lập trực tiếp với màu chủ đạo để có nhiều lựa chọn nhấn mạnh hơn cho các đối tượng đặc biệt trên slide và tạo sự thoải mái cho thị giác của khán giả. Giải pháp phối màu mà mình hay tin dùng đó là phối màu tương đồng. Mọi người sẽ sử dụng chuỗi màu nằm liền kề nhau trên vòng thuần sắc để tạo nên giải màu mượt mà, đồng bộ và thuận mắt cho slide, cực kỳ phù hợp cho infographic cần tính sinh động và thống nhất. Với phong cách phối màu bộ 3, bạn sẽ sử dụng 3 màu nằm cách đều nhau trên vòng thuần sắc để tạo nên bảng màu rực rỡ, bắt mắt, phù hợp với slide PowerPoint hướng tới phong cách truyện tranh hoạt hình. Với giải pháp cuối cùng, phối màu bộ 4, chúng ta hết sức cân nhắc trước khi sử dụng để tránh slide bị rối mắt và xung đột về màu sắc.